Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2024. Kết quả có 50 hồ sơ đủ điều kiện tham gia vòng chung kết. Đây là những dự án được lựa chọn từ 94 hồ sơ đăng ký tham gia vòng sơ khảo, trong đó có 17 dự án ở dạng ý tưởng, 33 dự án có sản phẩm thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường, phát triển du lịch gắn với khai thác tài nguyên bản địa, công nghệ chế biến, chăm sóc sức khỏe và y tế, giáo dục và đào tạo. Vòng chung kết cuộc thi diễn ra ngay khi kết thúc lễ khai mạc, dự kiến trong 2 ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024. Ban giám khảo đã đánh giá chấm điểm các ý tưởng, dự án dựa trên cơ sở bài trình bày, thuyết trình của các thí sinh, đồng thời đặt thêm những câu hỏi để làm rõ các vấn đề. Đây cũng là cơ hội để thí sinh lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, góp ý của ban giám khảo, từ đó hoàn thiện sản phẩm phát triển kinh doanh trong tương lai.